Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đây là MP Thanh Long. Nếu như mà anh em chơi Thanh Long thì nó sẽ có điểm mạnh là gì và điểm yếu của nó là gì nhá. Nhìn chung những anh em nào chưa biết thì cần phải biết sơ qua là em Thanh Long này là một trong những em pet hiếm hoi mà một hiệp nó dùng kỹ năng một lần. Tất nhiên lượng sát thương ban đầu nó gây ra chỉ là 60% công của nhân vật chính thôi. Nhưng mà khi nó nâng cấp được max lên level 80 ấy, thì cái lượng công của nó sẽ là 108% công của nhân vật chính nha. Kết hợp với cả việc tăng sao nữa thì lượng sát thương của nó sẽ gây ra được nhiều hơn so với thực tế nha anh em. Đặc biệt là em pet này rất phù hợp với những bạn nào mà chơi liên kích bạo kích. Thì sau này có nặn hồn ấy, thì em này nó sẽ nâng được lên tận là 30% bạo kích cho nhân vật chính nha. Rất chi là ok luôn á. Thì mình thấy điểm mạnh của em Thanh Long này là có thể kết hợp với cả liên bạo rất là ngon này. Hiệp nào nó cũng đánh thì nó sẽ không sợ những cái hiệu ứng kiểu như là đóng băng các thứ. Và tiếp theo nữa là nếu như những cái trận đấu nào mà nó đánh trong vòng 9 hiệp đổ lại, chắc chắn là nó sẽ có lợi thế hơn so với em Ứng Long. Bởi vì em Ứng Long này nó sẽ phát huy tác dụng khi mà đánh được 10 hiệp, tức là con Ứng Long nó có thể xuất chiến được 2 lần đúng không? Nên nếu như 9 hiệp đổ lại thì em Ứng Long này nó sẽ chỉ đánh được 550% sát thương thôi. Trong khi đó 9 hiệp thì em Thanh Long này nó đánh được 1000% sát thương rồi. Tuy nhiên điểm yếu của em Thanh Long này là hơi dễ khắc chế một tí. Bởi vì là anh em nông dân nhá, anh em không có tiền nạp để lấy em Thanh Long này chẳng hạn, thì anh em muốn khắc chế em Thanh Long ấy thì rất đơn giản luôn. Ở trong phần tinh quái, anh em chỉ việc để cho mình em Sơn Dã Tinh ở đây là được. Em Sơn Dã Tinh là một trong những em tinh quái mà rất là dễ build, dành cho những anh em nông dân cày chay vẫn có thể build bình thường. Và chỉ với skill bắt cá level 4 thôi, thì khi mà HP lần đầu dưới 30% thì sẽ được hồi ngay 32% HP tối đa. Và bây giờ thì mình sẽ đi đánh đấm với cả bạn Như Lai. Thì bạn này có xài em Thanh Long khá là gắt. Và để phù hợp cho cái yêu lực của bạn đấy thì mình cũng đã đổi pet một tí. Mình đã để em Kỳ Lân làm pet chính và chuyển Ứng Long sang làm đồng hành nha. Ok, chủ yếu là để cho anh em xem là em Thanh Long bị khắc chế như thế nào thôi. Rồi giờ mình sẽ chiến luôn nha. Mình sẽ để tốc độ x1 để cho anh em thể nhìn thấy rõ hơn này. Rồi, em Thanh Long của bạn này đánh khá gắt nha. Và bạn đấy kết hợp với cả bạn khí này rất là ngon. Tiếp tục này. Úi da. Úi da, mình vẫn né được nha. Cố lên. Rồi, Kỳ Lân của mình vẫn chọt khá là ổn nha. Úi, bạo kích phá giáp. Rồi. Tiếp tục là bạo kích nha. Kỳ Lân mình đánh thì không được thốn cho lắm. Nếu như mình xài Ứng Long thì có thể là một pha là bạn ấy hẹo đấy. Ấy, thêm pha nữa này. Rồi, anh em thấy không? Thì nếu như mà anh em đánh cho Thanh Long á, thì cái lượng HP của mình kiểu gì nó cũng không bị sốc một cái, là kết liễu phát đi cả thanh máu giống như là em Ứng Long. Mà máu dưới 30% phát là Sơn Dã Tinh của mình lại hồi được cục máu rất là khủng khiếp luôn. Ok. Đấy, mặc dù là mình đã hạ yêu lực đi rồi nhưng mà vẫn có thể chiến thắng bình thường nha. Do là bạn ấy không có cái khả năng kết liễu kiểu như là em Ứng Long. Tiếp tục mình sẽ đánh lại này để tốc độ x2 cho anh em đỡ sốt ruột này. Rồi, múc đi. Vã liên tục luôn. Đấy, và kết hợp với cả bạo kích này rất là ghê gớm. Anh em nhìn thấy này. Ok. Rồi. Rồi. Đấy, rất khó để một kết liễu được thanh máu của mình, mặc dù thanh máu của mình xuống yếu nha. Đấy, anh em thấy chưa? Khi mà Thanh Long đánh một phát là em Sơn Dã Tinh đã kích hoạt rồi. Đã lại tiếp tục hồi máu. Ui rồi, vẫn thắng bình thường anh em ạ. Ok, thì nếu như anh em là tân thủ hoặc những anh em nào mà đang có ý định chơi Thanh Long ấy, thì lưu ý đến điểm mạnh cũng như là điểm yếu của em Thanh Long để có sự phối kết hợp sao cho nó phù hợp với cả lối chơi của mình nhá. Và nếu như anh em thấy video này hữu ích thì nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh cũng như ấn like video để mình có thêm động lực nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.